Ngày 3 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa phải hủy phiên đấu thầu vàng do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đây là lần thứ 3 Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu vàng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần thông báo lịch đấu thầu vàng miếng SJC vào các ngày 22 tháng 4, 23 tháng 4 và 25 tháng 4, mỗi lần đều đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Tuy nhiên, chỉ có một phiên đấu thầu ngày 23 tháng 4 diễn ra theo kế hoạch với kết quả 2 thành viên trúng thầu, tổng khối lượng 34 lô, 3.400 lượng, giá trúng thầu cao nhất 82,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất 81,32 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần điều chỉnh giảm mạnh lượng vàng, yêu cầu mua tối thiểu còn khoảng 400-500 lượng vàng thì sẽ thu hút nhiều đơn vị tham gia bỏ thầu hơn. Theo quy định hiện tại, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Sau khi phiên đấu thầu vàng lần thứ 3 bị hủy, giá vàng miếng tăng mạnh lên ngưỡng 85,8 triệu đồng một lượng, xô đổ mọi kỷ lục cũ. Ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, vụ vận tải rà soát kiểm tra giá vé máy bay nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay, góp phần bình ổn giá, đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận, thời gian vừa qua, tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chỉ thị số 14 CTTTG về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một trong các nhiệm vụ được Thủ tướng yêu cầu là Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản. Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng, kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện. Tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án, chính sách tín dụng, tích cực chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn gặp khó khăn, đồng thời không để trục lợi, làm sai quy định và sai lệch bản chất, nợ xấu, tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của tổ chức tín dụng trong việc chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, theo quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,